Hi, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Phước Ma Vlog. Các bạn ơi, hiện mình đang ở thành phố Đà Lạt nha các bạn nha. Chợ đêm Đà Lạt, chợ đêm nha cả nhà nha, rất chi là đông nha cả nhà. Đông lắm các bạn ơi, rất là đông. Mình đi ra kia đi, mình đi ra kia chụp hình đi, đi đó, mình đi ra đó chụp hình đi. À, rất là đông nha các bạn nha, khách du lịch rất là đông luôn, rất là đông nha mọi người nha. Chợ đêm Đà Lạt nha cả nhà. Ở đây là vàng xiên que nướng đó cả nhà ơi. Đấy, vàng xiên que nướng chợ đêm nha, chợ đêm Đà Lạt nha cả nhà. Ở tại trong kia rất là đông nên là chắc mình không có vô chợ đêm được, tại vì đông người quá. Bây giờ mình sẽ hướng đi ra vòng xoay, tại vì đông quá các bạn ơi, quá là đông, sức đông, đông lắm. Ồ các bạn ơi, đây chú chó rất là đẹp các bạn ơi. Ô cưng quá, con chó màu trắng nha cả nhà, rất là đẹp, rất là to luôn các bạn ơi, như là một con gấu, hai con gấu to, to lắm cả nhà ơi, như là gấu trúc vậy đó. Trời ơi, nó đang nằm buồn ngủ, chắc là muốn ngủ. Các bạn ơi, nó quá đẹp không ạ? Để mình lại gần thử nó nha, nó nhỉ nhỉ nha. Rất là đẹp nha cả nhà ơi. Hình như là hai con chó này đó các bạn, người ta cho thuê đó, hình như là một tấm như vậy là sẽ được 5.000 đó các bạn, hình như là một tấm mình chụp chung với một con chó là 5.000 hay sao đó. Rất là đẹp nha cả nhà. Ở đây là bờ cạnh bờ hồ Xuân Hương nha cả nhà ơi, đây hồ Xuân Hương phía bên kia. Khách đông quá các bạn ơi, mọi người ở khắp mọi nơi. Đông lắm các bạn ơi, hướng vô chợ rất chi là đông. Đông lắm cả nhà ơi, đang mùa nghỉ hè đó các bạn, nên là khách du lịch lên rất là đông luôn. Trong đó có cả mình, mình cũng từ dưới huyện chạy lên đây mấy chục cây số nha các bạn nha. Thấy hai con chó to quá các bạn, rất là đẹp luôn. À, bên đây tay du ký các bạn ơi, đây là tay du ký nha. Tôn Ngộ Không, Tôn Ngộ Không nha cả nhà nha. Không một không. Hãy
bạn ơi, hình như mình thấy chị đó chụp xong rồi là cho tiền tay du ký 10.000 đồng đó các bạn. Rất là dễ thương đúng không ạ? Đây. Hôm nay mình sẽ review những cái cảnh đẹp ở chợ đêm Đà Lạt cho các bạn xem. Chút nữa mình sẽ quay những đoạn video tiếp theo nha các bạn nha. Bây giờ thì mình dừng ở đây và chút nữa mình sẽ review tiếp. Các bạn ơi, bây giờ mình đang bước vào chợ Đà Lạt đó các bạn. Đông lắm nha. Đông lắm các bạn ơi. Nếu con không đi chắc mẹ buồn lắm. Mãi chân mẹ không đi đây, chợ đêm Đà Lạt nha các bạn, bán quần áo các thứ nha, đủ loại hết nha, đồ len. Còn bên đây là ẩm thực nha các bạn ơi, đây là ẩm thực và quà lưu niệm rồi đó các bạn. Quá đông phải không mọi người ơi? Mình thấy rất là chi là đông luôn. Đông không tưởng nổi luôn các bạn. Chợ đêm Đà Lạt các bạn ơi. Chợ đêm Đà Lạt nha. Trời ơi, buổi tối đông ghê không? Buổi tối Đà Lạt và quá đông phải không mọi người ơi? Rất là đông luôn nha cả nhà. Rồi, video của mình ngày hôm nay đến đây là hết nha cả nhà ơi. Hẹn các bạn vào chương trình vào ngày mai đi. Mình sẽ quay những cảnh những vẻ đẹp của thành phố Đà Lạt cho các bạn cùng xem. Bây giờ cảnh chợ đêm của mình đó thì chỉ thấy người thôi các bạn ơi, thấy người và bán những món quà lưu niệm đồ đó các bạn. Mình xin hẹn và chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những chương trình sau nha.